Làm sao có thể vượt qua được sự vô định trong cuộc sống? Bạn là người cầm lái con thuyền của cuộc đời mình. Bạn có tin vào điều đó không? Mi biết có rất là nhiều người không tin vào điều này. Nếu như bây giờ bạn muốn thành công, bạn muốn hạnh phúc, bạn muốn sung túc và đủ đầy, thì bạn phải tin mình là người cầm lái con thuyền của cuộc đời mình, đặc biệt là trong cuộc sống tài chính của chính bạn. Nếu như mà bạn không tin vào điều đó, thì bạn không thể kiểm soát được tài chính của bạn. Hoặc là bạn kiểm soát được nhưng mà nó rất là ít, do vậy bạn không thể thành công về tài chính được. Thì cái thái độ này không phải là thái độ giúp cho bạn thành công. Bạn chính là người có thể tạo ra sự thành công cho mình, hoặc là có thể bạn tạo ra cái cuộc sống túng quẫn của mình. Vì vậy, việc thuận lợi hay là khó khăn, hoặc là những việc xoay quanh vấn đề tiền bạc của bạn là do bạn đã tạo ra nó và làm nên tất cả những cái chuyện đó. Người thành công thì họ luôn chịu trách nhiệm với tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của họ. Còn những người chưa thành công thì họ chọn cách là đóng vai một nạn nhân. Suy nghĩ thái độ của một người đang đóng vai một nạn nhân là than thở, trời ơi thật là khổ cho cái thân tôi. Vì vậy khi bạn cầu bạn sẽ được, bạn ước bạn sẽ thấy. Đó là theo quy luật sức mạnh của ý định. Thì đó chính xác là những gì mà họ nhận được. Số phận không phải là câu chuyện ngẫu nhiên mà nó có đâu ạ. Mà nó chính là do sự lựa chọn của bạn. Có câu nói, bạn là người dẫn lối cho cuộc sống của mình. Mọi điều mà bạn trải qua trong cuộc sống này, nó là kết quả của những gì mà bạn đã cho đi trong suy nghĩ, trong cảm xúc, bất kể là bạn có nhận ra nó hay là không. Cuộc sống của bạn hiện tại không tự nhiên mà nó xảy ra với bạn. Cuộc sống của bạn nó đang diễn ra theo cái ý của bạn muốn. Số phận của bạn thì thực ra nó nằm trong tay của bạn. Mọi điều bạn suy nghĩ, mọi điều bạn quyết định thì chính là số phận của bạn. Có phải rằng mọi thứ trong cuộc sống này nó đều được bày ra trước mắt bạn để cho bạn lựa chọn hay không? Để mà cho bạn có thể là lựa chọn và bạn có quyền được lựa chọn những gì mà mình yêu thích trong cuộc sống. Cuộc sống này nó giống như là một cuốn catalog và bạn có quyền lựa chọn những gì mà trong cái cuốn catalog đó có. Vậy thì bạn sẽ lựa chọn cho mình những gì? Lựa chọn cho mình sự yêu thích hay là lựa chọn cho mình sự phán xét, dán nhãn hay là đặt tên cho những cái điều tồi tệ nhất? Nếu như cuộc sống của bạn hiện tại không được sung túc, không được đủ đầy, không được như ý bạn mong muốn, thì có phải rằng là bạn đang sa đà và chìm đắm vào trong những cái điều tồi tệ đó hay không? Bạn đang cho phép những cái điều tồi tệ đó nó khiến cho bạn phân tâm khỏi cái mục tiêu của mình. Mục đích của bạn trong cuộc đời này là yêu thương, là niềm vui, là cuộc sống sung túc, đủ đầy. Vì vậy bạn hãy chọn lấy những điều mà mình yêu thích nhé. Hãy quay lưng lại với những điều mình không yêu thích. Khi mà bạn ý thức được điều này thì bạn sẽ mong muốn được điều gì đến với cuộc đời của mình? Và chắc chắn những điều tốt đẹp, những điều sung túc, những điều hạnh phúc và đủ đầy. Nếu như mà bạn muốn được như vậy thì bạn phải có cho mình được một cái niềm tin. Tôi là tôi tạo ra được cuộc đời của tôi. Tôi là người cầm lái con thuyền của cuộc đời tôi. Nếu như mà bây giờ bạn cần tìm môi trường để mà giúp cho bạn phát triển tư duy và có cho mình một cái niềm tin vững vàng vào trong cuộc sống này, bạn có thể là liên hệ ngay với Mi sẽ hỗ trợ cho bạn vào môi trường Doanh Nhân Kiến Quốc Group, nơi mà Mi đang rèn luyện mỗi ngày. Hiện tại thì môi trường đang có chương trình 22 ngày, hành trình thay đổi để hạnh phúc và thịnh vượng. Chương trình này sẽ giúp cho bạn cầm lái được con thuyền của cuộc đời mình. Và Mi chúc bạn thành công. Bạn thấy quan điểm này của Mi có đúng hay không ạ? Cùng nhau để lại quan điểm của mình bên dưới nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Mi.